À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một đối tác thân cận nhờ check quy hoạch ở Bình Chiểu, Thủ Đức nha. Thông tin khách hàng ở như sau: tòa số 2, thửa 560, phường Bình Chiểu nè, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hình dạng đất này, tọa độ này các bạn, cái tọa độ này. Đó. Có ghi chú đều, có ghi chú rõ ràng này. Rồi. Hình này thì dính đồ giấy cũng như đây các bạn. Rồi, chút xíu nữa này. Rồi, sau khi có được cái hình dạng cái thửa đất này rồi. Nhớ hình dạng thửa đất này. Chúng ta coi từ mặt đầu chính nó dính gì. Mặt đầu chính nè. Đây, hình dạng thửa đất chính nè. Đó. Đó, từ mặt đầu chính nè. Nằm phần này nè. Đó. Đó. Lúc đầu nó nằm trong thửa số 3 nè. Đó. Ừ. Là khi ông ta độ lên để nằm ở vị trí này các bạn. Rồi sau đây chúng ta qua cái bản đồ chung đất này, chung đất này, đây vị trí này, nằm trọn gói trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đất nha, trọn gói nằm quy hoạch chung đất này. Nè các bạn thấy không, con đường này, thấy không, nó cong này, đây, bánh xe này, thấy không, rồi nó cong ở đây, thấy không, cong đây không, tới cái đoạn này nè, tôi tới đoạn này nào, tự nhiên tốt rồi này, đây thẳng cái đoạn này tốt, thì nó có khả năng là nó sẽ bắn thẳng vào đây. Rồi, lưu ý chỗ này nha. Rồi bên quy hoạch lộ giới nè, này, đó. Nó dính vào lộ giới hôm này nè, rồi hôm này dính nhiêu, đây 16 m² nè, rồi lộ giới 6 m² nè, phần còn lại còn lại là 78 à. Rồi ok. Rồi sau khi chúng ta kiểm tra được quy hoạch chung đất nè, nó là nằm trong bộ trong quy hoạch đất ở nè, về lộ giới nè, mất đoạn này nè, giống như sổ này thôi, nhưng phải coi cái quy hoạch chi tiết nha. Rồi chúng ta coi trong cái quy hoạch trên mạng này, đây là quy hoạch thông tin quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi trên cái tọa độ nha bạn, Bình Chiểu 256, rồi 256 đúng rồi. Rồi đây thửa đất cái này, lộ giới nó tách ra luôn nè, nó tách thẳng luôn nhưng mà rồi đất thuộc đất ở hiện trạng nè, đó thấy không, phần còn lại nó bỏ nè đó. Rồi nếu chúng ta coi trên mạng vậy là chúng ta thấy là mua được đúng không, ai thấy được thấy không, nó còn thấy không, nguyên bánh xe đây này, chạy thẳng đây, tôi lưu ý nha, tới đây ngưng nè, thấy không, cái đoạn tới đây cái tôi thu hẹp cái này nè, là chắc chắn nó sẽ bắn thẳng qua đây, là thứ này sẽ bị mất. Rồi để chứng minh cái điều đó thì mình phải kiếm một cái file nữa, đó là file quy hoạch chung xây dựng nha, đó quy hoạch chung xây dựng, đồ án quy hoạch chi tiết nè, xây dựng khu dân cư phường Bình Chiểu nè, bản đồ lý giới hạn khu vực nè, lập quy hoạch chi tiết xây dựng nè, đó rồi đó. Tìm vị trí nó đang các bạn nè, rồi đó là xem cái quy hoạch mà chúng ta thiếu một cái nào đó là chúng ta sẽ không có cơ sở để nói. Đây anh chú ý nha, đây đó, thấy không, con này nè, đó nó bắn thẳng luôn nè, đó bánh xe nè, thấy không, cái bánh xe nè, không, rồi đây nó bắn thẳng nè, thì chắc chắn nó sẽ đi thẳng luôn chứ nó không có đi góc quẹo như này nè, đi góc quẹo nữa không, ở bên vạch chung nó đi thẳng luôn, thấy không, nếu đi thẳng luôn thì phần này nó mất là phần này lòng đường nè, lòng đường ở đây nè, lòng đường nè, lộ giới nè, diện tích còn lại như đây nè, diện tích tất cả còn lại có 10 m² mà đó. Diện tích chính dính trên là bao nhiêu đó, thế là 29 nè đó, diện tích chính dưới đây nhiêu đó, 54 đó, cái này bị dính lòng đường, cái này dính lộ giới, diện tích đất ở hiện trạng cải tạo là còn như đây, chốt lại thửa đất này về quy hoạch chung đất là nằm quy hoạch đất ở phù hợp, ok ngon, về lộ giới, nếu mà quy hoạch lộ giới thì giữa này chỉ dính có nhiêu đây thôi, lộ giới à, dính có 16 lộ giới à. Nếu chúng ta xem cái quy hoạch chung đất, quy hoạch lộ giới là chúng ta thấy thứ này mua được, tại nó nằm toàn bộ và đất ở, nó xem trên mạng
đây cái mạng đây này, rồi mạng nha. Đây, nếu sinh mạnh thì nó vẫn là quy hoạch đất ở nè, đất ở hiện trạng này, hiện hữu nè. Nếu chúng ta xem hết cái đồng đó, rồi là chúng ta mua được rồi. Nhưng mà hôm nay tôi thấy lạ, lạ là chỗ gì? Hôm nay nè, đây này, con đường này thấy không? Tới đây thì nó uốn cong qua đây, ta thấy không? Thấy không? Bến xe này, thấy chạy thẳng không? Tự nhiên cái tới đây là uốn cong lại, cái co qua đây. Do đó tôi quyết tâm tôi tìm ra được một cái quy hoạch nữa, đó là quy hoạch chung xây dựng. Đây, nhìn hết rồi nè, đó thấy không? Thấy không? Rồi bến xe đổ vào thắt băng nè. Chốt lại, thửa đất này á, là không dính quy hoạch chung đất, không là quy hoạch lộ giới ok, nhưng mà dính quy hoạch chung xây dựng nha. Chốt lại thửa này là không mua nha các bạn. Rồi, đó. Thì chúng ta chết quy hoạch cũng phải có tâm chút, phải tìm nguyên nhân tại sao thửa này. Chúng ta thấy gì nghi nghi thì chúng ta phải tìm liền nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn mua đất thực hành kết quả thành công nha.